Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, tập trung quyết liệt phòng chống dịch đi đôi với đảm bảo sản xuất là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số địa phương, đơn vị vào sáng nay. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Kiểm tra thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn In Minh Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn Compan Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Phu Choan thuộc khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì ghi nhận sự chủ động của các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch và đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh. Cùng với đó cần nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo sản xuất ổn định, tuyên truyền để công nhân và người lao động yên tâm làm việc và cùng doanh nghiệp tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Ban đối với các doanh nghiệp trong phòng chống dịch COVID-19. Nhấn mạnh, các khu công nghiệp là nơi tập trung đông công nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền đến các doanh nghiệp phải xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, từ đó chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, tăng cường tuyên truyền để công nhân đoàn kết, chung sức, chủ động trong phòng chống dịch, song cũng phải đi đôi với đảm bảo mọi hoạt động sản xuất. Thường xuyên nắm bắt tình hình, trao đổi cụ thể để phát hiện thật sớm và có biện pháp xử lý thật sớm, không để có cái chuyện lây lan hoặc là ảnh hưởng gì đối với các doanh nghiệp. Tôi xin nhắc lại, đây là một câu chuyện mà không thể để ảnh hưởng được. Vì nếu chỉ cần ảnh hưởng một, hai doanh nghiệp thôi, tôi xin lỗi các ông chí sẽ ảnh hưởng rất lớn trong vấn đề sản xuất. Do vậy, dứt khoát đối với các cái doanh nghiệp chúng ta phải làm triệt để cái này. Cho nên tôi đề nghị là đi đôi với việc phòng chống dịch thì cũng là đi đôi với việc đẩy mạnh sản xuất. Để mọi cái việc sản xuất trong cái tháng 2 này, tháng 1 vừa rồi và tháng 2 và cái quý 1 là không có sự ảnh hưởng. Chúng ta phải làm sao hạn chế mức thấp nhất cái sự ảnh hưởng liên quan đến sản xuất. Đây là chỉ đạo chung của chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì cũng lưu ý Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cần phối hợp rà soát số người Trung Quốc đang làm việc tại các khu công nghiệp để theo dõi, giám sát và yêu cầu những người này thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với các ngành liên quan tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động cho các doanh nghiệp. Tại thành phố Phúc Yên, sau khi nghe lãnh đạo thành phố báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân, để nhân dân chủ động, không hoang mang, lo lắng và để người dân thấy được sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc phòng chống, không để dịch bệnh lây lan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị thành phố tiếp tục chủ động mọi phương án, nắm bắt, phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống, bởi đây là yếu tố quyết định trong công tác phòng chống dịch. Tăng cường đến công tác phòng ngừa và xử lý tình huống khi xảy ra. Để làm được việc này, trước hết tôi đề nghị, trước hết là chúng ta phải tập trung chỉ đạo để sớm phát hiện. Mà khi phát hiện, kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng. Tôi nói ví dụ như là trước hết là ở trong thành phố là các cái phường, các xã, các doanh nghiệp, các cơ quan nếu có thì phải báo cáo với người có trách nhiệm. Phát hiện thì phải báo cáo với người trách nhiệm. Với cơ quan chức năng mà trực tiếp đó là y tế. Để trên cơ sở đó để chúng ta có cái chuẩn đoán. Và nếu mà trường hợp mà xảy ra thì tiến hành cách ly ngay lập tức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị thành phố Phúc Yên tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan, quan tâm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo sản xuất của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tiếp đó, đi kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đánh giá cao sự tích cực của bệnh viện trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như bố trí cán bộ, y bác sĩ và cơ sở vật chất để sàng lọc, cách ly ngay các bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt khi vào khám, điều trị tại bệnh viện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị bệnh viện chuẩn bị tốt nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất, khu vực cách ly để sẵn sàng đón nhận các bệnh nhân của huyện Bình Xuyên nói chung và xã Sơn Lôi nói riêng khi đến khám và điều trị tại bệnh viện.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác chỉ đạo chống dịch tại xã Sơn Lôi và Ban Chỉ huy phòng chống dịch đóng tại đồn Công an Bá Thiện, huyện Bình Xuyên. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực tế tại địa phương cũng như công tác phòng chống dịch bệnh tại chỗ, công tác kiểm soát tại các chốt, tình hình dư luận và sức khỏe của nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đề nghị xã Sơn Lôi, Ban Chỉ huy phòng dịch thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của tỉnh, chăm lo tốt cho người dân trong xã, đặc biệt lưu tâm tới đời sống của người dân, không để người dân thiếu các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày như gạo, nước, xăng dầu, chăm sóc y tế. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhắc nhở các đơn vị cần quản lý chặt chẽ các hoạt động từ thiện cung ứng cho vùng dịch trong dịp này. Việc tiếp nhận phải có tổ chức, việc ra vào cần phải được quản lý nghiêm để tránh gây lộn xộn cũng như lây nhiễm mầm bệnh ra bên ngoài. Đối với những trường hợp phát sinh trong nhân dân, khi nắm được thông tin, các lực lượng cần báo cáo cấp trên để có phương án xử lý kịp thời. Lực lượng trực chốt cần nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe người dân, nhu cầu về hàng hóa, y tế của người dân để đảm bảo vấn đề cung ứng tại chỗ đầy đủ, giúp ổn định cuộc sống của người dân xã Sơn Lôi. Qua đây, đồng chí Lê Duy Thành cũng động viên các đơn vị đồng lòng, đồng sức cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với các biện pháp khoanh vùng dập dịch, công tác chăm sóc bảo đảm sức khỏe cho nhân dân trong các khu vực cách ly cũng đang được các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện với điều kiện tốt nhất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tăng cường lực lượng triển khai các phương án phòng chống dịch tại huyện Bình Xuyên, cũng như bảo đảm chăm sóc cho gần 100 người dân đang thực hiện cách ly tại trường quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Gần một tuần nay, từ khi được tăng cường về Trung đoàn 834, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, ngày mới của Thượng úy Hoàng Văn Tú và đồng đội đều bắt đầu từ 4 giờ sáng. Lựa chọn thực phẩm, chế biến, mọi công việc được thực hiện khẩn trương để kịp bữa sáng cho gần 100 người, với khẩu phần ăn riêng cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Với tinh thần và trách nhiệm, các anh luôn phục vụ chu đáo tận tình, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân yên tâm trong quá trình cách ly, phòng chống bệnh dịch. Anh em chúng tôi cũng mang hết cái tinh thần trách nhiệm với chuyên môn của mình. Chúng tôi làm cố gắng làm hết sức đảm bảo cái thứ nhất là cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai là đảm bảo chế biến sạch sẽ, gọn gàng để đảm bảo cho bà con nhân dân có những bữa ăn ngon và đủ chất. Ngay sau khi tiếp nhận, các công dân đã được cấp phát đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết, được ăn nghỉ trong điều kiện tốt nhất. Ở đây công tác đảm bảo vệ sinh của cả trẻ nhỏ và người lớn thì rất là đảm bảo. Ăn uống thì rất là sạch sẽ. Trước hết là mình lo cho gia đình nhà mình, thì xong thì lo cho xã hội thì là mình cũng bớt đi nạn. Tất cả mẹ con ở trong nhà trong này thì bớt đi lại, chỉ ra ngoài coi là gọi là một tí thôi, xong mình vào thì cái đấy là mình cũng bảo vệ vừa cho mình vừa cho mọi người xung quanh. Dạ, thì cũng không biết là mình bị không, mình trước biết là mình làm như thế. Trong ngày, người dân ở khu cách ly tập trung được thăm khám kiểm tra tình hình dịch tễ. Luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, những người lính luôn có mặt ở tuyến đầu để bảo vệ và chăm sóc nhân dân. Cán bộ chiến sĩ ở các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang sát cánh cùng nhân dân để phòng chống và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi cập nhật từ Bộ Y tế, tính đến 17 giờ hôm nay, 16 tháng 2, trên thế giới có 69.275 ca nhiễm COVID-19, 1.669 người đã tử vong. Ở Việt Nam có 16 ca nhiễm COVID-19, có 7 bệnh nhân bình phục. Ở Vĩnh Phúc, đến chiều nay có thêm 2 trường hợp xét nghiệm 2 lần liên tiếp có kết quả âm tính với COVID-19. 2 trường hợp này có thể xuất viện trong một vài ngày tới. Các trường hợp dương tính với COVID-19 còn lại đang được cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khỏe ổn định. Thưa quý vị và các bạn, một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để phòng chống dịch bệnh nói chung, dịch COVID-19 nói riêng là chúng ta phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Sau đây, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng đúng cách, hiệu quả. Rửa tay bằng xà phòng là một cái biện pháp hết sức quan trọng trong việc phòng lây lan bệnh nCoV. Thì rửa tay, chúng ta phải rửa tay nhiều lần trong ngày. Rửa tay mà sau khi ho hoặc là hắt hơi thì chúng ta cũng phải rửa tay. Thế và rửa tay
mà sau khi tháo khẩu trang ra thì phải rửa tay. Thế và sau khi mà chăm sóc người bệnh mà bị nCoV hoặc là các bệnh lây nhiễm khác, thế rồi các cái sau khi mà ở nơi tập trung đông người về chúng ta cũng phải rửa tay, và trước khi ăn chúng ta cũng phải rửa tay, và khi mà chế biến thức ăn thì chúng ta cũng nên phải rửa tay bằng xà phòng. Thế còn trường hợp mà đặc biệt những nơi mà không có xà phòng, không có nước sạch thì lúc đó chúng ta mới dùng cái nước mà rửa có cồn. 6 bước rửa tay với xà phòng và nước sạch. Bước 1, làm ướt tay bằng nước sạch và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2, chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4, chà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 5, xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6, xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay. Thời gian rửa tay tối thiểu 30 giây. Các bước 2, 3, 4, 5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần. Sử dụng khăn bông hoặc khăn giấy sạch dùng một lần để lau khô tay. Không dùng một khăn lau tay chung cho nhiều lần rửa tay. Những năm qua, ngành thanh tra đã thực hiện tốt kế hoạch thanh tra kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, thất thoát, lãng phí, chấn chỉnh những biểu hiện quản lý lỏng lẻo, vi phạm chính sách, pháp luật, góp phần làm ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật khiếu nại tố cáo đến cán bộ công chức và người dân, ngành thanh tra đã tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để ngăn ngừa tham nhũng tiêu cực, giám sát đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý và thực thi nhiệm vụ trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Bên cạnh đó, một phần việc luôn được ngành coi trọng, thực hiện một cách nghiêm túc và có chiều sâu là thanh tra các chuyên đề, lĩnh vực, các sở ngành địa phương để góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả. Năm 2019, toàn ngành thanh tra đã tiến hành 84 cuộc thanh tra tại 463 cơ quan đơn vị, đã xác định 214 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 8,8 tỷ đồng, kiến nghị khác gần 10 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, trình Chủ tịch Ủy ban tỉnh phê duyệt, phối hợp với các cấp ngành để xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra và trùng lặp trong hoạt động thanh tra. Và nội dung thanh tra thì tập trung ở các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản, đầu tư xây dựng và thuế phí lệ phí trên địa bàn tỉnh. Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ngành thanh tra đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thanh tra các địa phương chủ động rà soát, nắm chắc tình hình phát sinh khiếu kiện tại cơ sở để có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, tăng cường đổi mới công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, chú trọng việc đối thoại trực tiếp với công dân để giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và đặc biệt là công tác tiếp dân, là huyện Lập Thạch năm nay đã tích cực thực hiện tốt theo luật tiếp dân. Hàng tháng là đồng chí chủ tịch đã trực tiếp là tiếp 2 buổi nhân dân và đồng chí bí thư đã tiếp 1 buổi. Ban tiếp dân của huyện đã thực hiện công tác tiếp dân thường xuyên và đặc biệt là có những công việc đột xuất là chủ tịch sẽ tiếp dân đột xuất trong tháng. Do theo yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là những công việc mà cần thiết phải giải quyết thì đối thoại và tiếp dân để giải quyết một cách thấu đáo.
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra phòng chống tham nhũng, trong thời gian tới, ngành thanh tra sẽ tập trung phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm tiêu cực tham nhũng, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực thanh tra, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thanh tra, xây dựng và thực hiện văn hóa thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột chính của công tác đối ngoại cùng với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước. Với tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, công tác đối ngoại nhân dân đang ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn các mối quan hệ hợp tác, hòa bình với các quốc gia, vùng lãnh thổ, các địa phương của nước bạn, góp phần đưa hình ảnh môi trường đầu tư của tỉnh đến với bạn bè quốc tế. Phóng viên đại sứ đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Huy Quang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, xoay quanh công tác đối ngoại nhân dân. Thưa ông, trong năm 2019 thì Vĩnh Phúc đã đạt được những cái con số rất là ấn tượng trong phát triển kinh tế xã hội, và trong đó thì có cái vai trò rất là quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân. Vậy thì trong năm 2019, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã có những cái kết quả nổi bật như thế nào, ông có thể chia sẻ? Với vai trò là tổ chức chính trị xã hội hoạt động chuyên trách về đối ngoại nhân dân, về công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, Liên hiệp hữu nghị tỉnh đã phối hợp cùng các sở, ban ngành, các hội hữu nghị thành viên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng biên giới Tây Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào. Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức tham mưu chỉnh ban tỉnh tổ chức nhiều hoạt động đạt nhiều kết quả, được Liên hiệp hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp hữu nghị các tỉnh, thành phố trung ương ghi nhận và đánh giá cao, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế, vận động viện trợ phi chính phủ, từ thiện nhân đạo, gắn kết cộng đồng người Vĩnh Phúc ở nước ngoài vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển của tỉnh. Ông đánh giá như thế nào về sự đóng góp của các kiều bào vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, đặc biệt là về vấn đề an sinh xã hội? Liên hiệp hữu nghị tỉnh chủ động giữ mối liên hệ với các hội đồng hương người Vĩnh Phúc ở nước ngoài, đặc biệt là hội đồng hương tại các nước Séc, Đức và Lào. Nhằm đoàn kết kiều bào Vĩnh Phúc gắn bó với quê hương, Liên hiệp hữu nghị tỉnh đã chủ trì tổ chức chương trình Xuân quê hương Vĩnh Phúc 2 năm một lần, mời kiều bào của Vĩnh Phúc về quê giao lưu đón Tết tại quê hương để tìm hiểu thêm về tình hình phát triển kinh tế xã hội và tiềm năng đầu tư kinh doanh tại tỉnh nhà. Từ đó, bà con Việt kiều giới thiệu quảng bá tỉnh Vĩnh Phúc đến nơi kiều bào cư trú, sinh sống, lao động và học tập. Trong những năm qua, bà con kiều bào đã có những hoạt động thiết thực góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh đã giải quyết công ăn, việc làm cho người dân, như công ty cổ phần tập đoàn sông Hồng Thủ Đô, trung tâm thương mại của hội đồng hương Vĩnh Phúc tại Cộng hòa Séc. Bà con kiều bào đã ủng hộ xây dựng những ngôi nhà ấm áp, nghĩa tình. Xin ông cho biết nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2020 là gì và giải pháp nào để thực hiện nhiệm vụ đó? Trong năm 2020, Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc. Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 38 ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư khóa 12 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hữu nghị tỉnh. Trong tình hình mới, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 6 của Liên hiệp hữu nghị Việt Nam tổ chức có hiệu quả chương trình công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt, để Vĩnh Phúc trở thành điểm đến thành công của các nhà đầu tư và Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương như nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 16 đã đề ra. Đối ngoại nhân dân nhận thức rằng có những lúc ngoại giao nhà nước chưa thể mở cửa thì người làm công tác đối ngoại nhân dân là lực lượng mở đường. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vẫn tiếp tục duy trì việc kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn theo quy định 100 của Chính phủ và thực hiện nghiêm túc quy trình đo nồng độ cồn theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Mặc dù thời tiết không mới thuận lợi cùng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang tiếp diễn, nhưng những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Lập Thạch vẫn tăng cường lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tiếp tục tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo nghị định 100 của Chính phủ.
tại trong cái dịch bệnh corona này thì bản thân công an huyện Lập Thạch và tổ công tác của chúng tôi là khi kiểm tra về nồng độ cồn là chúng tôi đem những ống thổi mới và mỗi một người là sử dụng một cái ống thổi một lần. Sau khi thổi ống thổi là chúng tôi thu giữ lại những ống thổi đấy để về để tiêu hủy. Và bên cạnh những cái việc là xử lý để đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi vẫn là tuyên truyền đến những người dân về những cách phòng chống về những bệnh dịch corona. Theo ghi nhận, ngoài việc tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân, trong khi thực thi nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ đều thực hiện nghiêm túc việc sử dụng khẩu trang và thay đổi ống thổi mới đối với mỗi trường hợp. Bệnh đang lan tràn phát triển của Trung Quốc sang ta đấy thì trong cái việc hiện nay là kể cả các cái trang bị khẩu trang và đo các cái nồng độ và mọi các cái vấn đề mới của cái công nghệ kỹ thuật thì tôi thấy là hiện nay là rất tiên tiến hiện đại và nhằm mục đích để mà tạo điều kiện cho có an toàn tính mạng tài sản chung cho tất cả nhân dân. Ngoài việc thực hiện các phương án cấp bách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vẫn tiếp tục duy trì việc kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn vào tất cả các khung giờ. Đặc biệt trong quá trình kiểm tra xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông luôn tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và lực lượng thực thi nhiệm vụ. Trước hết phải khẳng định là lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an cũng như của Giám đốc công an tỉnh về tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, đặc biệt là đối với người sử dụng nồng độ cồn, rượu bia khi điều khiển phương tiện. Chúng tôi tức là tăng cường cái việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt cái luật giao thông đường bộ cũng như nghị định 100 và cái luật phòng chống tác hại của rượu bia. Cùng với việc chống dịch, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ kiên quyết không để việc xử lý nồng độ cồn cũng như các hành vi vi phạm an toàn giao thông bị trùng xuống, tránh tình trạng người dân quên luật tiếp tục vi phạm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.